Sách nói com vn chào mừng quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách Thiết Giang Thương Đạo Chương 7 mang tên Từ ưu tú đến siêu Việt Khi chính thái từng bước, từng bước, bước đến doanh nghiệp siêu Việt Nam Tấn Huy đã miêu tả về thành công của chính thái. Tôi thấy điều đầu tiên là sự tôn trọng. Đây không chỉ là tôn trọng đối với con người, sự việc, bạn bè, đối thủ cạnh tranh, tri thức, nhân tài mà còn phải tôn trọng hiện thực, quy luật, khách quan. Điều thứ hai là học tập. Điều này thể hiện ở việc không ngừng học hỏi sở trường của người khác, luôn luôn thể hiện thái độ khiêm tốn. Điều thứ ba là ôn hòa. Điều này cho thấy trạng thái tâm lý luôn luôn duy trì cân bằng và ôn hòa nhã nhặn. Đối với lập nghiệp là vô cùng quan trọng, điều cuối cùng là sáng tạo. Điều này thể hiện không ngừng phủ định bản thân, phủ định thành tích trong quá khứ. Chỉ có như vậy, nhân tài mới tiến bộ, doanh nghiệp mới phát triển. Tôi tổng kết trong 8 chữ, tôn trọng, học tập, ôn hòa, sáng tạo. Một nhỏ, không ngừng sáng tạo. Thương đạo của thương nhân chiết giang. Một ngày là một việc, một tháng là một việc mới, một năm là một việc đại sự, một đời là một việc có ý nghĩa. Thương nhân Chiết Giang tự bạch. Dám sáng tạo, điều này đối với doanh nghiệp mà nói đây chính là linh hồn. Ngoài tinh thần dám sáng tạo, thiên về sáng tạo, còn có điều quan trọng hơn là anh có thể phá bỏ những thứ thành công hay không. Chủ tịch tập đoàn chính thái Nam Tổn Huy. Công nghệ của phi diệu đương nhiên là quan trọng, nhưng có cái quan trọng hơn là tư tưởng của phi diệu. Chủ tịch tập đoàn phi diệu khâu kế bảo, Lý Gia Thành là tỷ phú người Hoa, nhưng so với Bill Gates, mấy chục năm tích lũy của ông còn thua xa. Có người phóng viên đã hỏi Lý Gia Thành như thế này, tại sao mấy chục năm tích lũy thành công của ông lại không bằng vài năm bỗng chốc giàu có của Bill Gates. Lý Gia Thành vừa ca ngợi, hậu sinh khả úy, vừa thừa nhận Bill Gates đã nắm được một nguồn tài nguyên mà xã hội hiện đại đang thiếu nhất, đó chính là tinh thần sáng tạo. Sáng tạo là điều cơ bản của phát triển doanh nghiệp. Thiếu sáng tạo là đi đến diệt vong Có người nói Người ôn châu giỏi về mô phỏng bát trước Thương nhân ôn châu rất giỏi về mô phỏng Từ những việc nhỏ như Khuy áo, bật lửa, sản xuất giày Cho đến dây chuyền sản xuất may mặc Họ đều đặt trong tầm ngắm của mình Nhờ việc mô phỏng học tập Mà thương nhân ôn châu đã làm nên kỳ tích Nhưng Vương Xuân Quang lại coi quan trọng việc mô phỏng là sáng tạo. Mô phỏng đó là bước đầu tiên của sáng tạo. Rất nhiều sáng tạo của người ôn châu đều bắt nguồn từ trong thực tiễn mô phỏng của người khác mà sáng tạo ra để làm ra một sản phẩm. Người ôn châu bắt đầu bằng mô phỏng sao chép, phục chế của người khác, đến một trình độ nhất định bắt đầu sáng tạo ra thương hiệu cho chính mình. Rất nhiều thương nhân ôn châu khi kinh doanh ở bên ngoài, quan sát thị trường, quan sát sản phẩm mới hễ trên thị trường xuất hiện là họ nhanh chóng bắt tay chế tạo và khi đó, khái niệm về bản quyền sản phẩm vẫn chưa thâm nhập vào quan niệm lý luận của chúng tôi nam tổn huy nói dám sáng tạo điều này đối với doanh nghiệp mà nói đây chính là linh hồn ngoài tinh thần dám sáng tạo thiên về sáng tạo còn có điều quan trọng hơn là anh có thể phá bỏ những thứ thành công hay không chúng tôi cho rằng kinh nghiệm có khả năng trở thành gánh nặng khi doanh nghiệp lớn lại có khả năng trở thành nguy cơ mới những doanh nghiệp quốc hữu trong quá khứ bị trói buộc chân tay anh có thể cởi bỏ dùng đôi tay để làm việc Hiện tại mọi thứ đã được xóa bỏ, Trung Quốc đã gia nhập WTO, chó sói đã đến, anh vẫn còn dựa vào cách làm ăn cũ kỹ, phương thức cũ, kinh nghiệm cũ, chắc chắn là sẽ không làm được. Bởi vậy, tất phải sáng tạo, dám đánh đổ mình, phủ định quá khứ, có được như vậy doanh nghiệp mới phát triển. Sáng tạo đầu tiên là sáng tạo tri thức, trong tri thức, một phần là kế thừa, một phần là sáng tạo. Ai có nhiều tính sáng tạo, người đó có nhiều sức mạnh hơn. Không có cá tính tri thức sẽ biến mất đi sức cạnh tranh. Trong những năm 90, khi nhận ra sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện lực quốc gia và việc thực thi các công trình cải tạo mạng lưới điện thành thị nông thôn, thương nhân Ôn Châu là Lý Diệu Thắng quyết định nghiên cứu chế tạo loại cầu dao đóng điện áp cao. Tháng 5 năm 1994, xưởng cầu dao khai nguyên được thành lập khi đó thị trường cầu giao chủ yếu là của công ty nước ngoài lấy dòng sản phẩm thiết bị đóng điện áp bằng khí áp phù hợp trong nước vẫn còn bỏ ngỏ làm sản phẩm chính trong khi rất nhiều xưởng sản xuất trở thành đại lý tiêu thụ hoặc nhà lắp ráp lý diệu thắng lại cho rằng người trung quốc có thể đưa ra một dòng sản phẩm điều quan trọng của sáng tạo nằm chỗ con người chỉ có giải quyết trước vấn đề con người mới có thể giải quyết được quan niệm quản lý tổ chức, kỹ thuật, thị trường và nhiều các nhân tố khác đã từng là công nhân về hưu của doanh nghiệp tập thể. Lý Diệu Thắng dựa vào kinh nghiệm kinh doanh, xây dựng mối quan hệ con người thông qua những kiến thức của nhiều chuyên gia đã mời được 16 chuyên gia và nhà nghiên cứu khoa học bắt đầu nghiên cứu chế tạo cầu dao đóng điện bằng áp khí phù hợp. Sáng tạo kỹ thuật đã trở thành chuẩn tắc được Lý Diệu Thắng áp dụng. Trải qua một năm rưỡi nỗ lực, nhóm nghiên cứu kỹ thuật khoa học đã đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh khi sản phẩm được đưa đến trung tâm quốc gia kiểm nghiệm thiết bị điện cao áp mặc dù chỉ một lần khảo nghiệm sản phẩm đóng cắt dòng điện chuyển dịch dòng điện có tham số và tính năng vượt quá sản phẩm nhập khẩu điều này đã làm những doanh nghiệp sản xuất cầu giao trong nước vô cùng phấn chấn họ trước sau đều áp dụng kỹ thuật của xưởng cầu giao khai nguyên sản phẩm cầu giao quốc nội cuối cùng đã đứng ngang hàng với sản phẩm của nước ngoài nhưng Lý Diệu Thắng cho rằng, sáng tạo là một quá trình không ngừng thực hiện, ngày nào không sáng tạo, kỹ thuật sẽ lạc hậu, vì vậy, sau khi giành được thành tích, anh vẫn không dừng bước sáng tạo. Năm 1996, họ liên kết với các doanh nghiệp ở Quảng Đông, Giang Tô, Thường Châu, tại Tây An thành lập công ty chuyên nghiên cứu phát triển thiết bị điện nguồn, thuê tới 20 giáo sư, bác sĩ tổ chức thành một đội ngũ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát triển những thiết bị điện đóng cắt bằng chân không bằng kim loại đáp ứng với nhu cầu cấp bách thị trường trải qua hai năm nỗ lực lần này công ty lại kịp thời bổ sung những chỗ còn trống trong nước không chỉ chiếm đến 90% thị trường quốc nội mà còn tiết kiệm cho quốc gia rất nhiều ngoại hối. Năm 2002, Lý Diệu Thắng tiến thêm một bước tập trung nhân tài và nguồn kỹ thuật thành lập công ty điện khí Tây An, một sân chơi mới, nghiên cứu phát triển loại thiết bị đóng cắt điện tiên tiến quốc tế là loại đóng cắt điện cách ly chân không và loại kín. Nếu như không nắm được kỹ thuật cốt lõi, chúng tôi vĩnh viễn chỉ là những xưởng gia công lắp ráp cho người khác. Lý Diệu Thắng đã nói như vậy. Mặc dù trên con đường sáng tạo anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc, nhưng lại nắm được những kỹ thuật then chốt mà coi là người trung quốc không thể biết được một chuyên gia có tiếng trong ngành điện khí cao áp trong nước là kỹ sư khuất gia dân nói thành công trong việc tự chủ sáng tạo của khai nguyên đã đánh bại kế hoạch ban đầu của các công ty đa quốc gia triển khai trên toàn quốc hợp tác vốn và kế hoạch kinh doanh mở hàng loạt các đại lý tiêu thụ thiết bị đóng cắt điện là một trong những trang bị vô cùng quan trọng của ngành điện lực một doanh nghiệp tư nhân có quy mô không phải là lớn mà đã hóa giải thành công sự cạnh tranh sắc sảo của các công ty đa quốc gia điều này đã thể hiện rõ ràng tác dụng quan trọng của việc tự chủ sáng tạo và cũng thể hiện năng lực sáng tạo tiềm ẩn rất lớn của ngành công nghiệp dân tộc ông chủ công ty tìm kiếm trung quốc trần bái là người tôn sùng sáng tạo trong công ty của anh rất ít khi nhìn thấy những nhân viên ăn mặc chỉnh tề quần áo công lê cà vạt và môi trường làm việc ngăn nắp trong cách nhìn của trần bái đó chỉ là những thứ biểu hiện bề ngoài quá chú trọng đến những thứ bề ngoài là trói buộc nhân công đây là cách giết chết sức sáng tạo của nhân viên tôi không muốn nhân viên mỗi ngày đều mang cái đầu đá hoa cương đi đi về về mục tiêu của chúng tôi là anh làm những công việc có giá trị như thế nào mà không phải là đơn giản ăn lương theo giờ làm việc theo sản phẩm trần bái đã giải thích về quan niệm quản lý của mình như vậy chính nhờ bầu không khí thoải mái không gò bó công ty tìm kiếm trung quốc đã đưa ra được chức năng tìm kiếm thế hệ thứ ba mạng đoán ý nghĩ trần bái khi đánh giá về sản phẩm này cho rằng đây là phần mềm tìm kiếm thể hiện tính sáng tạo kỹ thuật quan niệm lý luận đều làm cho người ta phải kinh ngạc đứng trước thị trường ai cũng bình đẳng như nhau ai không chú trọng thị trường chú trọng sáng tạo thì có thể bị thị trường đào thải đây chính là quy luật cạnh tranh trong kinh tế thị trường nhỏ, văn hóa đứng đầu. Thương đạo của thương nhân Chiết Giang, sự chênh lệch về giá cả cũng là sự chênh lệch về văn hóa. Thương nhân Chiết Giang tự bạch, một doanh nghiệp tại sao lại không bằng người khác? Nói cho cùng là văn hóa không bằng người khác. Chủ tịch tập đoàn Hoa Lập Uông Lực Thành, văn hóa là một tổng thể phức tạp, bao hàm, tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, tập tục và một số năng lực tập quán trong xã hội loài người. Văn hóa doanh nghiệp là vô hình. Một doanh nghiệp tốt cần có quan niệm lý luận then chốt ổn định. Nó tồn tại trong tầm mắt nhân viên có vị trí, giống như giáo lý, trong lòng giáo đổ. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều cần như vậy. Giáo sư Hà Lâm Tư đã viết một cuốn sách kể về thăm dò những công ty như thế nào là công ty nhìn xa trông rộng. Một công ty có thể phát triển từ mười mấy năm cho đến hàng trăm năm thì văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò rất lớn. Chủ tịch tập đoàn Hồng Thanh Diên là tiền kim ba đã giải thích được nguyên nhân cùng chủng loại sản phẩm nhưng giá cả khác nhau. Sự chênh lệch về giá cả cũng là sự chênh lệch về văn hóa. Năm 1995, tiền kim ba thành lập công ty Vĩnh Gia Hồng Thanh Diên. Khi đó anh là một tiền kim ba không nhà xưởng, không sản phẩm, không ổn định thị trường nhưng lại đặt toàn bộ tinh thần trong văn hóa doanh nghiệp. Tiền Kim Ba cho rằng, kỹ thuật có thể phục chế nhưng văn hóa không thể sao chép. Anh giải thích, đã từng có một vua ngành giày Trung Quốc, đưa sản phẩm giày của mình vào Italia, một vị chuyên gia khét tiếng ở Italia xem sản phẩm giày do Trung Quốc chế tạo. Anh ta nói, "Ok, tôi cho anh 99 điểm." Về sau hỏi anh ta còn một điểm nữa là gì? Anh ta nói, "Một điểm nữa là văn hóa." Bởi vậy từ điểm này chúng ta rất khó phát hiện. Tại sao giày của Italia và giày của Trung Quốc lại chênh lệch nhau 10 lần giá cả? Sự khác biệt là ở chỗ nào? Có một khác biệt lớn nhất, đó chính là trong sản phẩm của chúng ta. Vẫn chưa có cảm giác lịch sử, không có lịch sử, văn hóa, không có sự lắng động. Trong khi không ít những doanh nghiệp mới thành lập đang cố sức kinh doanh sản phẩm, buôn bán, sản xuất, thì tiền kim ba lại đưa ra khẩu hiệu văn hóa thương hiệu Hồng Thanh Diên. Tiền Kim Ba trước tiên đầu tư 20 vạn đồng vào một chuyên mục cùng với Hồng Thanh Diên ở đài truyền hình Ôn Châu. Tiếp theo, anh còn nhiều chuyên mục khác như Hồng Thanh Diên thưởng cho học tập, Hồng Thanh Diên văn hóa ẩm thực, Hồng Thanh Diên thiết mục dành cho nhi đồng, Hồng Thanh Diên và các ngôi sao bóng rổ, vân vân. Sau đó là hàng loạt các hoạt động văn hóa rầm rộ đã mang lại cho văn hóa doanh nghiệp Hồng Thanh Diên thêm một sức sống mới. Đến cuối năm 1995, mới chỉ có 9 tháng thành lập, doanh nghiệp đã tạo ra một giá trị sản phẩm là 30 triệu tệ, lợi nhuận đạt được 160 vạn tệ. Năm 1999, Tiền Kim Ba phát hiện văn hóa giày Trung Hoa có lịch sử gần 5.000 năm mà chưa có được sự quan tâm chú ý tương ứng. Thế là anh lưu tâm thu thập các loại giày và văn hóa tương quan của nó. Ví dụ như giày và hí khúc, giày và tiếu lâm, giày và ca khúc. Thế là những cửa hàng chuyên bán hàng công ty của anh xuất hiện những câu khẩu hiệu gây chú ý như Người trịnh mua giày, lúc lâm thời mới ôm chân Phật. Văn hóa giày đã được phát huy mạnh mẽ. Tháng 10 năm 1999, Tiền Kim Ba quen biết tiên sinh Diệp Đại Tân. Ông là nhà nghiên cứu những văn hóa tập tục dân gian. Hiện tại, tôi có rất nhiều tài liệu phản ánh diễn biến lịch sử giày dép tiền kim ba nghe xong cảm giác giống như máy bay đang bay rớt ra một bao tiền anh nhặt được thế là anh nhanh chóng cùng với diệp đại tân thành lập một trung tâm văn hóa giày đầu tiên trên toàn quốc và trung tâm nghiên cứu văn hóa giày hồng thanh diên tiền kim ba đối với giày có tình cảm đặc biệt cho dù đi đến nơi đâu anh cũng mua một số giày kỳ lạ đặc biệt mang về anh nói Mỗi lần đi công tác đến mỗi nơi, tôi thường đến những nơi bán đồ cổ xem xét. Nếu như phát hiện một đôi giày, tôi vô cùng thích thú. Giống như vừa ký được hợp đồng trị giá 100 vạn. Có lần tôi đi áo môn, phát hiện một đôi ủng làm bằng da sống đời thanh. Tôi tính toán đôi ủng này trị giá khoảng 2 vạn và cảm thấy nó rất cổ và tốt. Khi hỏi giá thì chỉ có 5.000 đồng tệ. Tôi mua ngay mang về và vô cùng yêu thích nó. Tháng 5 năm 2001, Tập đoàn Hồng Thanh Diên thành lập nhà văn hóa giày Trung Hoa đầu tiên trong nước, đã siêu tập được 300 đôi giày từ thời tiền thần cho đến thời dân quốc. Những thời kỳ khác nhau của những dân tộc khác nhau đều có vật trưng bày đại diện. Năm 2002, Hồng Thanh Diên lại được chọn là sản phẩm thương hiệu Trung Quốc. Vì thế Tiền Kim Ba nói rằng chính sức mạnh văn hóa đã vực dậy Hồng Thanh Diên để khôi phục phát triển văn hóa giày mạnh mẽ hơn. Tiền Kim Ba và Diệp Đại Tân đưa tư liệu văn hóa lịch sử dày biên soạn thành một bộ từ điển văn hóa dày Trung Quốc. Tiền Kim Ba được coi là người đứng đầu văn hóa dày Trung Quốc. Một doanh nghiệp tại sao lại không bằng người khác? Nói cho cùng là văn hóa không bằng người khác. Chủ tịch tập đoàn Hoa Lập Uông Lực Thành đã nói như vậy. Uông Lực Thành cho rằng tuyệt đại đa số doanh nghiệp tư nhân chiết giang đều bắt đầu từ buôn bán nhỏ mà phát triển thành quá khứ vì sao thành công quy nạp lại có hai điều thứ nhất là chuyên cần chịu khổ chân thành thường là ban ngày làm ông chủ ban đêm ngủ nền nhà điều thứ hai giảm thật thấp giá thành sản phẩm và công lao động nhưng thời đại này đã qua đi hiện nay chiết giang đang đối mặt với yếu tố bất lợi đối với chúng ta giá thành thuê đất cao nguồn năng lượng thiếu hụt công lao động ngày càng tăng cao đang mất dần sức cạnh tranh then chốt đây cũng là đòn cảnh cáo cho những người chiết gia vui mừng quá sớm. Vì vậy, điều quan trọng trong tương lai sẽ phát triển như thế nào? Uông Lực Thành cho rằng, đầu tiên là từ hình thức kinh tế nhanh chóng chuyển hướng sang hình thức văn hóa. Trong khi nói về vấn đề lớn nhất hiện nay của ngành nghề dụng cụ bếp Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Dụng Cụ Bếp Tô Bạc Nhĩ là Tô Hiển Trạch, ông chút do dự nói, đó là văn hóa. Ông nói, Tô Bạc Nhĩ hiện đang đưa ra khẩu hiệu niềm vui trong bếp khác với trước đây người trung quốc thường lấy nhà bếp để ám chỉ những điều gian khổ và đơn điệu buồn tẻ làm thế nào để những người chủ gia đình của chúng tôi dựa vào những dụng cụ bếp cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái vui vẻ khi thao tác nấu nướng đó chính là mục đích kinh doanh sản xuất phục vụ con người của công ty đưa nhà bếp trở thành nơi yêu mến vui vẻ ấm áp dẫn dắt mọi người tiếp thu sinh hoạt bếp núc theo hướng mới đầu tiên là để mọi người hiểu được vì sao lại yêu thích bếp núc bởi những thao tác trong bếp là rất nhẹ nhàng thoải mái người phụ nữ vì yêu công việc bếp núc mà làm một bữa cơm ngon cho người thân người nam vì yêu bếp núc mà giúp vợ nấu cơm nhặt rau con cái vì yêu bếp núc mà vây quanh bố mẹ giúp đỡ xào nấu luộc rán cạnh tranh ngày càng khốc liệt đó là điều đã được khẳng định đối với ngành nghề dụng cụ bếp chúng tôi vô cùng tự tin tôi luôn cho rằng không có ngành nghề không kiếm được tiền chỉ có doanh nghiệp không biết kiếm tiền trong sự cạnh tranh kịch liệt doanh nghiệp tất phải không ngừng sáng tạo dùng sáng tạo và chất lượng sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh sự sáng tạo của chúng tôi bắt nguồn từ quan tâm chăm sóc con người bắt nguồn từ sự khai thác phát huy nghiên cứu thâm nhập vào văn hóa bếp công việc và sứ mệnh của chúng tôi là để mỗi người khi bước vào bếp đều được hưởng thụ sự ấm áp quan tâm chăm sóc cảm thụ giống như hương thơm say nồng văn hóa rượu bởi vậy tương lai ngành nghề này lại nằm ở chỗ chúng tôi không ngừng sáng tạo không ngừng thâm nhập vào sự chăm sóc quan tâm đến con người để xây dựng khái niệm yêu mến bếp núc chúng tôi đối với mỗi loại dụng cụ bếp núc được đưa ra đều nghiên cứu cực kỳ kỹ càng ví dụ nồi cơm điện bình thường khi nấu cơm không đủ mùi thơm như vậy chúng tôi phải chuyên tâm nghiên cứu rất nhiều vấn đề để làm ra hạt cơm ngon chẳng hạn như làm thế nào cơm không bị sống không nát làm thế nào để cơm có mùi thơm sau khi nghiên cứu chúng tôi đã chế ra được nồi cơm áp suất thông minh dụng cụ bếp tô bạc nhĩ vận dụng khoa học kỹ thuật cao từ những chi tiết nhỏ nhất trong lắp ráp nhằm đem lại cho con người sự quan tâm yêu mến tống thành hàng châu có được thành công cũng là nhờ coi trọng văn hóa Chủ tịch Hoàng Sảo Linh đánh giá về thành công. Chúng tôi dùng văn hóa để thực hiện một hạng mục từ góc độ tích lũy nhân văn, văn học để thể hiện chủ đề. Anh giải thích như sau. Văn hóa là linh hồn của hạng mục. Nó quan trọng như linh hồn con người. Nếu như Tống Thành không có sự phục vụ biểu diễn của những đoàn nghệ thuật, đoàn dân tộc, một hình thức lý giải văn hóa rất rõ ràng, làm cho mọi người có thể cảm thụ được văn hóa ngàn năm hoặc cảm nhận dù ít dù nhiều thì tống thành đã không tồn tại. Chính vì vậy, luôn có những cuộc biểu diễn về tập tục hôn lễ, võ hiệp cùng với ca múa đều lấy văn hóa Hàng Châu làm đề tài, lấy những điều mà mọi người thích nghe, thích xem để biểu diễn, như vậy mới được sự tán thưởng hoan nghênh của công chúng. Như vậy, văn hóa doanh nghiệp thật sự quan trọng, chủ tịch Nam Tồn Huy đã nói, sự cảm nhận chính xác của tôi là Văn hóa doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Khi cả toàn thể doanh nghiệp trên dưới một lòng nỗ lực hướng tới tạo ra một thương hiệu thế giới, hướng tới thể hiện giá trị thì văn hóa doanh nghiệp lại giúp cho có sức nương tụ, sức đoàn kết hài hòa cho mọi công việc sản xuất của doanh nghiệp. Trên thực tế, cùng với sự phát triển thời đại, những doanh nghiệp ban đầu mà đại đa số đi theo con đường doanh nghiệp gia tộc, họ đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lại cho đời sau cho những người xung quanh mình một tinh thần sáng nghiệp bởi vậy có thể nói những nhà doanh nghiệp thật sự điều mà họ để lại không chỉ là vật chất tiền bạc mà còn quan trọng hơn là tinh thần sáng nghiệp ba nhỏ biết dừng lại đúng lúc Thương đạo của thương nhân Chiết Giang Không kiếm những đồng tiền dễ dàng Thương nhân Chiết Giang tự bạch Làm doanh nghiệp khẳng định là muốn nói đến hiệu quả lợi ích kinh tế Nhưng không thể mê muội lương tâm để kiếm tiền Có người nói không tham tài, không giàu Tôi không tán thành với quan điểm như vậy Tôi thấy những nhà doanh nghiệp nên có trách nhiệm xã hội nhiều hơn Có tín nhiệm hơn chủ tịch tập đoàn chính thái nam tổn huy trong tam quốc chí có câu nói đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm đừng thấy điều ác nhỏ mà làm ý nghĩa của câu nói về đạo lý làm người khi làm kinh doanh cũng như vậy không nên cho rằng lợi nhuận nhỏ mà không làm cũng không nên cho rằng rủi ro ít mà cứ cố làm rất nhiều sự việc ví dụ làm trái pháp luật làm trái đạo nghĩa thì kiên quyết không làm đối với thương nhân mà nói mục đích hầu như là kiếm tiền nhưng mục đích kiếm tiền để làm gì có lẽ những người vừa mới kinh doanh chưa hề nghĩ đến vấn đề này khi doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh anh không thể không suy nghĩ đến vấn đề này nhà thơ thái qua nhĩ nói khi chim mang vàng trên đôi cánh thì nó không thể bay xa được học cách từ bỏ mới có thể tháo gỡ những vỏ bọc trùng trùng nhẹ nhàng sung trận từ bỏ trên thực tế là sự quyết đoán can đảm và hiểu biết chu toàn cho đại cục nhìn xa trông rộng. Khi lập doanh nghiệp kinh doanh, đối với những ngành nghề không thành thục hoặc ngành nghề có tính chất nhất thời, khi lựa chọn phải nhất định cẩn thận, không nên nhìn thấy người khác có tiền mà sáng mắt mà nên học cách chối bỏ, né tránh rủi ro. Chủ tịch công ty Á Long là Từ Văn Vinh có câu cửa miệng là kiếm tiền không nên kiếm tận cùng. Vì vậy cách lý giải của Từ Văn Vinh là không nên coi nhẹ khi tiến vào một ngành nghề mới, cần phải học cách chối bỏ một số hạng mục xem ra có vẻ hấp dẫn. Có lần, có một khách sạn muốn bán lại cho Từ Văn Vinh, khi đó, theo đánh giá giá trị của khách sạn này khoảng 160 triệu tệ, nhưng ông chủ khách sạn lại sẵn sàng bán với giá là 70 triệu tệ. Nếu như Từ Văn Vinh muốn mua khách sạn này theo giá tính toán ban đầu, anh phải vay thêm ngân hàng 100 triệu tệ hoặc cũng có thể nói là anh có thể không cần dùng đến vốn của mình thì đã có khách sạn này nhưng từ văn vinh lại không mua khách sạn bởi vì con người khôn ngoan từ văn vinh làm một số điều cha phát hiện nếu như không tự mình kinh doanh chỉ dựa vào cho thuê lại khách sạn thì lợi tức thu được chẳng bằng gửi tiết kiệm ngân hàng vì thế rất nhiều người không hiểu họ cảm thấy tư tưởng của từ văn vinh quá lạc hậu từ văn vinh lại nói họ nói tôi ngu nhưng tôi làm kinh doanh Tôi phải có trách nhiệm với tất cả những người lao động dưới tôi, phải có trách nhiệm với người nhà tôi. Trong kinh doanh, những điều hấp dẫn mê hoặc rất nhiều, nhưng cũng rất nhiều thứ cần phải chối bỏ, nếu như không phải là những khả năng chúng ta làm được, chúng ta nên chối bỏ thẳng thừng. Tập đoàn Sam Sam từ chối vị trí ông chủ lớn trong ngành nghề, từ bỏ kinh doanh tiêu thụ, sản xuất, chỉ chọn việc phụ trách vận hành thao tác thương hiệu cốt lõi, mở rộng việc thiết kế trang phục nhưng thực lực của Sam Sam lại không yếu, ngược lại ngày càng phát triển, đây chính là sự từ bỏ có trí tuệ. Chủ tịch tập đoàn Thái Nhân Đạt là cao kế thắng cho rằng, muốn tránh được rủi ro một cách hiệu quả, điểm quan trọng nhất là học cách từ bỏ. Ông nói, từ bỏ sự hấp dẫn của thị trường cấp 1, tiến quân vào thị trường cấp 2. Một thị trường cấp 1 có giá trị cao thì rủi ro cũng tăng vài lần, mà đầu tư vào thị trường cấp 2 tương đối nhỏ làm cho ảnh hưởng điều tiết vĩ mô giảm đến nhỏ nhất. Thái Nhân Đạt luôn luôn tập trung vào thị trường cấp 2. Hiện nay hạng mục đã phát triển đến 16 tỉnh và 20 thành phố. Hiện tại, khẩu hiệu của Tôn Hồng Bân, ông chủ tập đoàn thuận trì là đánh đổ vạn khoa, trở thành đứng đầu. Tôi đương nhiên mong muốn họ có thể thành công vượt qua vạn khoa, nhưng tôi đồng thời không mong muốn Vương Thạch bị bại. Tại thời điểm này, sức cạnh tranh của chúng tôi đứng hàng thứ hai là có thể dành được thời gian và không gian để phát triển mình. Những doanh nghiệp trong nước, trong quá trình kết giao buôn bán làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài, nhất cử, nhất động đều là đại biểu cho đất nước. Vì thế những thương nhân chiết giang đều nhận thức sâu sắc, hình ảnh trong công chúng của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Một hãng bán lẻ nổi tiếng trên thế giới có yêu cầu tập đoàn Hồng Thanh Diên sản xuất gia công đơn hàng trị giá 6 đô la Mỹ một đôi giày bằng da thật chất lượng cao điều này đối với những xưởng khác thì kết quả là một việc tốt nhưng chủ tịch tập đoàn là tiền kim ba lại từ chối với lần kinh doanh này tiền kim ba cho rằng với giá cả của sản phẩm này thì không thể cho chất lượng cao được nếu như sản phẩm đưa ra tiêu thụ ở nước ngoài nhất định phải nhận trách nhiệm trung quốc chế tạo nếu không tha đừng làm thì hơn kiếm tiền là vì cái gì khi nói về vấn đề này uông lực thành đã nói mọi người khi đánh giá về những người chiết giang chúng tôi thường giơ ngón tay cái nói người chiết giang thông minh biết kiếm tiền lời nói này rất nhiều người nghe xong cảm thấy đây là sự biểu dương nhưng tôi lại cảm thấy đằng sau sự biểu dương này là hàm ý phê bình người chiết giang có biết kiếm tiền hay không hay chỉ mới nghĩ đến kiếm tiền chúng tôi đã từng trong đàm luận nói đến kiếm tiền là vì cái gì doanh nghiệp đương nhiên là cần kiếm tiền anh không kiếm được tiền thì ngay sự sinh tồn còn khó có thể, còn đối với những thứ khác thì khẳng định, đó là xây lầu giữa không trung, nhưng muốn có sự tích lũy đồng vốn ban đầu, doanh nghiệp nhất định phải có một cân nhắc. Cuối cùng, có phải là kiếm tiền? Nếu như đúng thì mục tiêu cao nhất là kiếm bao nhiêu tiền? Nếu như mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền thì anh có thể không từ thủ đoạn nào. Nói ví dụ như xây dựng cơ sở lợi ích trên tổn hại của người khác, trên sự tổn hại lợi ích xã hội trên sự tổn hại với môi trường, chỉ cần mọi người không ngăn anh lại, pháp luật không khống chế anh được thì bất cứ việc gì anh cũng làm. Hoa Lập 60 năm trước đây đã đề xuất mệnh đề này. Mọi người đều nhận thức chung rằng, hoa lập là một phần tử vì xã hội, chúng tôi gánh vác trách nhiệm rất cao, đó là vì xã hội và nhân loại phát huy tác dụng bản thân. Kiếm tiền cũng chỉ là hoàn thành tốt hơn một trách nhiệm, sự hấp dẫn trong phát triển là rất nhiều nhìn về phía trước đâu đâu cũng thấy cơ hội nhìn về đằng sau đâu đâu cũng thấy cảm bẫy ông chủ đoạn vĩnh bình nhấn mạnh kinh nghiệm thành công chính ở chỗ do từ đầu chí cuối giữ gìn khuôn phép khuôn phép thể hiện đạo đức phong cách quy phạm của doanh nghiệp nếu như đi ngược lại nguyên tắc của doanh nghiệp điều đó không nên làm nếu không lương tâm sẽ bị đạo đức chất vấn trên khách quan cũng là phá hoại hình ảnh của mình đem đến ảnh hưởng bất lợi cho phát triển doanh nghiệp chủ tịch tập đoàn hy vọng trần dục tân nói rất nhiều người không thể thành công không phải do không đủ thông minh mà là do không biết từ bỏ nhiệm vụ chủ yếu của ceo không phải là tìm kiếm cơ hội mà là biết cách nói không với cơ hội cơ hội rất nhiều nhưng chỉ có thể nắm lấy một nếu nắm lấy nhiều thì mọi cơ hội đều mất hết đây chính là lời nói của người lãnh đạo đã lên kỳ tích người đó là mã vân ceo của alibaba trong kinh doanh anh không thể cái gì cũng nhúng vào là một thương nhân ưu tú nên biết dừng lại đúng lúc biết căng biết trùng hiểu được đạo công thủ đánh giữ thương trường như chiến trường lấy lùi làm tiến là một cách khôn ngoan có tính chiến lược Bốn nhỏ, thân thể là nguồn vốn của cách mạng. Thương đạo của thương nhân Chiết Giang, người mà chiếm được cả thế giới thì lại phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Như vậy có ích gì? Thương nhân Chiết Giang tự bạch. Tôi có ba điều không làm. Thứ nhất, không đánh bạc. Thứ hai, không uống rượu. Thứ ba, không làm những việc không chính đáng. Thương nhân Ninh Ba, thiệu giật phu. Ngày 13 tháng 11 năm 2004, tại nhà tang lễ Long Hoa Thượng Hải, trong bầu không khí trầm mặc, hơn một ngàn người đang có mặt tại đây để truy điệu một người gan lớn bằng cả trời là Vương Quân Giao. Nữ sĩ Trần Bình, Phó Hội trưởng Thương hội Chiết Giang Thượng Hải nói, Quân Giao, cái tên thân thuộc này đã có từ rất lâu rồi. Lòng nhiệt tình và sức sống của ông, ý thức sáng tạo của ông khiến Thương hội phát huy được sức cuốn hút, lực tương tác. Khi ông mở đường hàng không ở Bỉ, đối thoại với bộ ngoại giao khi khảo sát ở đức khi ông ở tổng bộ liên minh châu âu tại pháp cùng với bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư với một phong cách không thể không lộ rõ một sức cuốn hút mạnh mẽ điều này đã khiến một số khách nước ngoài đã đặt cho ông danh hiệu người dùng hình ảnh thượng hải thay lời nói một đời huy hoàng của vương quân giao ông mong muốn bản thân mình hòa nhập vào vũ đài thế giới vì thế đã nỗ lực làm việc không ngừng học tập không ngừng vượt qua chính mình điều đáng tiếc là thân thể kiên cường đó đã không thể vượt qua được mệt mỏi kiệt sức nếu như thành công mà phải hy sinh cho những giá trị điều này là không đáng trong kinh thánh nói người mà chiếm được cả thế giới thì lại phải trả giá bằng chính tính mạng của mình như vậy có ích gì chủ tịch mao trạch đông đã từng nói thân thể cũng là nguồn vốn của cách mạng muốn trở thành một thương nhân thành công cần phải rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa làm cho mình có một thân thể khỏe mạnh. Thần kinh doanh Đài Loan là chủ tịch doanh nghiệp Đài Tô, ông Vương Vĩnh Khánh, mặc dù đã gần 90 tuổi vẫn có một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn, bí quyết của ông là gì? Theo thứ tự tiết lộ của ông, đạo dưỡng sinh chính là ăn loại thức ăn hữu cơ và mỗi ngày đi bộ thật nhiều. Những năm đầu tuổi trẻ, Vương Vĩnh Khánh đã từng ăn lục trà tố, lục trà tố cực kỳ đắng, rất khó nuốt nhưng vì muốn trường thọ ông lại nghiến răng nghiến lợi mỗi ngày nuốt lục trà tố vương vĩnh khánh thích ăn uống đơn giản ăn cơm chỉ ăn no sáu bảy phần buổi sáng khi chỉ có quả chuối nửa cân nho một quả táo và bốn năm loại hoa quả bữa trưa uống sữa thêm chút bạch nha là được buổi tối uống nhiều hơn một chút nhưng trọng lượng lương thực ông rất tiết chế nên ăn nhiều rau sống vương vĩnh khánh đặc biệt nhấn mạnh rau dưa không cần luộc, trâu bò, ngựa, ăn cỏ, thể lực lại mạnh hơn người. Mỗi ngày cần ăn nhiều rau salad được đặc chế là bí quyết dưỡng sinh của Vương Vĩnh Khánh. Vương Vĩnh Khánh ngủ sớm, dậy sớm, buổi tối 9 giờ đi ngủ, buổi sáng 3 giờ đã thức, dùng khăn lau người, hai tay nắm chặt khăn, trà sát người cho đến khi phát nhiệt. Sau đó xem công văn và suy nghĩ đưa ra quyết sách. Từ 6 giờ cho đến 8 giờ, thói quen của ông là ngủ thêm theo ông giấc ngủ này rất bổ ích tỉnh dậy đầu óc vô cùng minh mẫn sở thích của vương vĩnh khánh chơi gôn về là chạy bộ và bơi lội những năm gần đây học thêm tọa thiền ký công điều hòa thân thể thương nhân ninh ba thiệu giật phu rất chăm lo cho sức khỏe của mình ông nói tôi có ba điều không làm thứ nhất không đánh bạc thứ hai không uống rượu thứ ba không làm những việc không chính đáng trong cách nhìn của ông những việc không chính đáng đó là những việc gây kích thích và cho rằng những việc như thế này đối với sức khỏe là không tốt. Vì vậy, mọi người nên sinh hoạt lành mạnh. Thiệu giật phu, mỗi ngày dậy từ 5 giờ sáng, sau đó bắt đầu luyện khí công. Mỗi ngày luyện 2 giờ, cho dù gặp bất cứ việc gì, thì ông cũng có thể bộ không loạn, khí không đoạn, yên tâm tập khí công. Đây chính là định lực mà ông có được trong quá trình rèn luyện khí công. Ông nói. Do tôi tập khí công, chất lượng giấc ngủ rất tốt. Mỗi ngày ngủ 6 giờ đồng hồ là đủ để giải tỏa một ngày lao động mệt nhọc. Đạo dưỡng sinh của tôi là kiên trì vận động trong thời gian dài. Ngoài luyện tập khí công, ông còn kiên trì tập thái cực quyền, bơi lội, tản bộ. Trước năm 90 tuổi, thiệu giật phu vẫn kiên trì đi làm. Ông nói, niềm vui lớn nhất của tôi là làm việc. Ông cho rằng những năm cuối đời làm những công việc nhỏ là tốt cho sức khỏe nhưng cũng tùy theo sức mà làm có người hỏi ông bí quyết dưỡng sinh là gì ông cười đáp bí quyết có ba điều thứ nhất là chuyên cần lao động thứ hai là luôn luôn tươi cười thứ ba là mỗi ngày luyện công cho đến bây giờ thiệu giật phu vẫn luôn luôn tươi cười ông nói cười là khoan dung khoan dung là chìa khóa của sức khỏe là sự kết tinh tấm lòng lương thiện vì con người và sự tu dưỡng của cá nhân là liều thuốc bổ cho cuộc sống hạnh phúc thương nhân ninh ba là hoác anh đông lại có phương pháp luyện tập không giống thế ông thường chú trọng đến đánh bóng bơi lội và các môn luyện tập thể dục năm 1983 hoắc anh đông không may mắc bệnh ung thư máu thể chất ngày càng suy yếu nhưng đứng trước tình hình như vậy ông vẫn kiên trì hàng ngày bơi lội mùa đông năm 1984 Ông dưỡng bệnh trong một khách sạn tại Quảng Đông. Có điều đáng tiếc là bể bơi của khách sạn không có nước nóng. hoắc anh Đông đang suy nghĩ bơi như thế nào đột nhiên nghĩ đến phương pháp nóng lạnh để tăng sự tuần hoàn máu tăng cường cơ năng tim thế là ông gọi người mang đến một thùng nước lạnh sau đó nhắm mắt nhảy vào thùng nước lạnh nhiệt độ nước chưa đến một độ c mặc dù lạnh đến không chịu nổi nhưng ông vẫn kiên trì đứng trong đó đến một phút sau một phút ông nhảy ra khỏi thùng nước lạnh chạy vào phòng tắm hơi nhiệt độ cao trong phòng tắm hơi đứng một phút rồi lại nhảy vào thùng nước lạnh cứ như vậy năm lần, từ đó trong thời kỳ ở khách sạn, mỗi ngày ông kiên trì tập từ thùng nước lạnh cho đến tắm nóng năm lần. Phương pháp rèn luyện thay đổi nóng lạnh này được Phó Tổng Giám Đốc Tiền Kỳ Thám gọi là phương pháp tôi theo. Sau khi trở về nhà Hoác Anh Đông không từ bỏ cách luyện tập này, mỗi buổi ông tắm nước nóng trước khoảng 20 phút từ phòng tắm hơi 90 độ C, bước ra nhảy vào bể bơi nhiệt độ chỉ có 3 độ C vài phút sau lại chui vào phòng tắm hơi, cứ như vậy vài lần. Cứ luyện tập như vậy kiên trì trong 20 năm, bệnh ung thư máu của ông cũng gần khỏi. Trong vấn đề ăn uống, bữa sáng của ông chỉ có hoa quả, uống trà, bữa trưa và bữa tối là nhịn hoàn toàn, buổi tối khoảng 10 giờ mới là ăn lần thứ hai. Buổi sáng 3 giờ dậy sớm lúc này ăn ngô hoặc khoai. Khi mọi người đang thời trẻ tuổi, thường dựa vào sức trẻ của mình, lấy sức khỏe, đổi tiền bạc, trên thực tế cách suy nghĩ này là vô cùng sai lầm sức khỏe của mỗi người là quan trọng nhất nếu như khi tuổi trẻ dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc đến khi có tuổi tác thì sức khỏe của anh sẽ nhanh chóng suy yếu hơn so với người khác lúc đó cứ coi là anh có tiền đi thì có dùng tiền cũng không thể đổi lại sức khỏe của anh được chủ tịch công ty đức ý là cao đức khang khi học tại trường sư phạm tương hồ ngày ngày đều rèn luyện ông nói đợi đến khi tôi trưởng thành muốn làm đại sự thì lúc đó không có thời gian mà luyện tập, bởi vậy bây giờ phải tranh thủ thời gian để luyện tập. Về sau Cao Đức Khang lại còn bổ sung thêm một số chi tiết, ông nói: "Trong thời gian 3 năm, mỗi ngày tôi đều dậy sớm lúc 5 giờ, sau khi uống một cốc nước ấm, bắt đầu chạy bộ, chạy từ 2 km cho đến 4 km. Vừa chạy vừa hít thở, tôi từ trước đến nay đều muốn làm đại sự, bởi vậy sức khỏe của tôi phải rất tốt." nếu lấy nhãn quan của thương nhân mà nói không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm tiền theo đuổi quá mức để kiếm tiền không những làm cho anh phải chịu áp lực quá lớn ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm cho anh có suy nghĩ không từ một thủ đoạn nào để kiếm tiền từ đó rơi vào sự mê hoặc đồng tiền không có cách nào rút ra được tính mạng con người chỉ có một cần phải đối đãi thật tốt với mình với mọi người cần phải quý trọng tính mạng của mình vì người thân bạn bè vì quê hương tổ quốc làm một số việc có ích thì tính mạng của anh đã có giá trị 5. Khống chế ham muốn vật chất của bản thân Thương đạo của thương nhân Chiết Giang Khi nhà doanh nghiệp nếu như chỉ biết hưởng thụ, buổi sáng chỉ vây quanh xe cộ, buổi trưa chỉ vây quanh bàn nhậu, buổi tối chỉ vây quanh váy hồng, nhà doanh nghiệp này không trở thành nhà doanh nghiệp thực thụ được, chỉ là bại gia. Thương nhân Chiết Giang tự bạch Tiền là vật ngoài thân, thêm một chút, bớt một chút, đâu cần cấp bách. Cái cấp bách nhất đó là làm người chất lượng cuộc sống không tùy thuộc trọng lượng đầu tiền bởi vì còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm chủ tịch nam tổn huy sở trang vương một người thời xuân thu ngũ bá rất giỏi về khắc chế ham muốn vật chất có lần lệnh doãn tử bội mời sở trang vương đi dự tiệc sở trang vương vui vẻ nhận lời tử bội sau khi chuẩn bị bày tiệc tại kinh đài lại không thấy sở trang vương giá lâm ngày hôm sau Tử bộ nhìn thấy sở trang vương liền hỏi nguyên nhân tại sao không đến dự yến tiệc Sở trang vương nói với ông ta Ta nghe nói ông bày yến tiệc tại kinh đài Kinh đài là một nơi nam có thể nhìn thấy liệu sơn Dưới chân núi là suối phương hoàng Bên phải là trường giang Bên trái là sông hoài Đến nơi đó người ta sẽ quá vui vẻ Mà quên cả nỗi đau khổ của cái chết Như ta đức mỏng tài hèn Khó mà chịu nổi khoái lạc như vậy Ta sợ bản thân mê đắm, liên lụy đến sự tồn vong của đất nước. Không nghĩ đến tổ tiên, hỏng việc, trị lý đại sự quốc gia. Bởi vậy thay đổi ý định ban đầu, quyết định không đến dự tiệc. Một nhà hoạt động xã hội Mỹ đã chỉ ra rằng đồng tiền có thể làm cho con người trong một số phương diện có cuộc sống tốt đẹp hơn. 1. Vật chất sinh hoạt 2. Giải trí 3. Giáo dục 4. Du lịch 5. Chữa bệnh 6. Giữ gìn bảo toàn kinh tế sau khi nghỉ hưu 7. Dành cho bạn bè 8. Có thể đem lại cho bạn sự tự tin mạnh mẽ 9. Hưởng thụ cuộc sống đầy đủ hơn 10. Được tự do hơn thể hiện cái tôi 11. Thỏa mãn cảm giác thành tựu 12. Có thể làm nhiều việc hơn cho sự nghiệp công ích Lý Gia Thành nói Khi có tiền không được lãng phí Khi tiêu tiền phải tiêu đúng chỗ Ông đã từng nói với những nhân viên cùng đi khảo sát muốn tôi rút ngay lập tức 100 triệu tệ đầu tư, tôi cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng ai đó rơi một đồng trên đất, tôi sẽ ngay lập tức nhặt lấy. Kiềm chế bản thân không chỉ là khắc chế dục vọng vật chất, đối với một người muốn thành công trong kinh doanh, khắc chế dục vọng tinh thần cũng là một điều vô cùng quan trọng. Những thương nhân chiết Giang mới nổi lên giàu có, đã nhận thức được giàu có vật chất không phải là thực sự giàu có, mà giàu có trên tinh thần mới là giàu có thực sự. Khống chế sự ham muốn vật chất của bản thân là một sự rèn luyện về mặt tinh thần. Chủ tịch tập đoàn Phi Diệu là Khâu Kế Bảo nói Thời tuổi trẻ, vì kiếm tiền nuôi miệng, tôi dùng chiếc xe đạp đi chở khách, sau đó đi lên Đông Bắc làm nghề khâu giày 3 năm. Còn hiện nay, tiền đối với tôi chỉ là một phù hiệu, một con số chẳng có ý nghĩa nào khác tất cả những tâm tư của tôi là vì muốn xây dựng thật sớm nhà máy chế tạo máy khâu ưu tú cấp thế giới cơ bản là không có thời gian dỗi để nghỉ hưởng thụ vật chất ăn cơm cũng chỉ là nhét đầy bụng ngủ cũng chỉ là bổ sung tinh lực tại điểm này người giàu và người nghèo đều như nhau một người thành công thì sức tự khắc chế thể hiện khi mọi người đều làm việc đó nhưng lẽ phải là không được làm anh ta tự khắc chế mà không đi làm khi mọi người đều không đi làm việc đó, nhưng về lẽ phải nên làm, anh ta cưỡng chế mình đi làm. Chủ tịch tập đoàn Hoa Lập là Uông Lực Thành nói: "Tôi nói con trai tôi, khi con trưởng thành, có thể trong tương lai con có rất nhiều tiền, nhưng đồng tiền này không phải của con. Tôi thường hỏi, con cho rằng mục tiêu lớn nhất của đời người là gì? Ý nghĩa của đời người là gì? Cuối cùng chúng tôi có chung nhận thức ý nghĩa của đời người là nỗ lực vì xã hội này và sáng tạo ra của cải vật chất sáng tạo ra bao nhiêu tiền tài là để chứng minh giá trị cống hiến của cá nhân tôi nhưng tuyệt đối không tiêu hao tiền tài tôi có thể mang đến cho con tôi giáo dục tốt nhất nhưng về sau nó phải tự đi thâm nhập đó mới là giá trị nhân sinh của nó trên thực tế làm được điều này cần phải có quá trình rất dài rất nhiều người còn đang thiếu một tín ngưỡng tinh thần con người thể hiện ở chỗ tài sản là của cá nhân tôi tôi có bao nhiêu tài sản chẳng quan hệ gì đến anh tôi ngoài tiêu tiền cho mình ra còn phải để lại cho con cháu đời sau mỗi người đều hy vọng sống trong hài hòa anh ngày nay kiếm được tiền là anh thông minh là anh biết làm việc nhưng những người không kiếm được tiền không thể nói họ không thông minh không tài cán có lúc đó là một vấn đề thời cơ một vấn đề dũng khí và mưu nếu như càng có nhiều doanh nghiệp đem những tiền tài tích lũy được báo đáp xã hội, mọi người đều đem tiền tài tích lũy dùng vào việc giải quyết phân biệt giàu nghèo, dùng vào phục vụ sự nghiệp có ích cho dân giàu nước mạnh như giáo dục, trợ cứu người nghèo, bảo vệ môi trường thì mâu thuẫn và xung đột trong xã hội chúng ta sẽ càng ít đi, xã hội ngày càng hài hòa, tốt đẹp hơn. Tôi đã sớm tuyên bố, 50 tuổi sẽ về hưu, 50 tuổi không phải là quá già tôi muốn làm một chút việc mà mình đã nghĩ có thể là nhà hoạt động xã hội nhà từ thiện người cổ vũ cho sự nghiệp công ích lý gia thành nói muốn giành được thành công trên thương trường đầu tiên phải học cách xử lý tiền bạc của mình hiểu được tiền bạc kiếm được là không hề dễ dàng phải nâng niu yêu mến nó giữ gìn nó cấm kỵ tiêu tiền bạc mạng tiêu sạch không còn một đồng nếu không nó sẽ không ở lâu với bạn được bởi vì bản thân đồng tiền hình như có linh tính khi bạn không hiểu nó không yêu mến nó nó sẽ vô tình chia tay với bạn biết tiêu tiền khác với tiêu tiền loạn đó là chỉ tiêu những cái đáng tiêu không tiêu những thứ không đáng mỗi đồng tiền dùng vào đúng chỗ thì đó mới gọi là biết tiêu tiền sáu nhỏ tiền tài là một dạng trách nhiệm thương đạo của thương nhân chiết giang tài tán tức nhân tụ tài tụ nhân tán thương nhân chiết giang tự bạch áo khang từ ban đầu là doanh nghiệp gia tộc đến nay đã trở thành công ty đa quốc gia tôi cho rằng trách nhiệm của chúng tôi ngày càng nặng nề có thể một số người sẽ nói tiền bạc của chúng tôi ngày càng nhiều hơn nhưng tôi lại cho rằng tiền bạc càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn chủ tịch tập đoàn áo khang vương chấn thao trách nhiệm và đời người có liên quan với nhau người tận sức kiếm tiền tận hết trách nhiệm mới là người toàn diện trách nhiệm có rất nhiều dạng người có thể tận hết trách nhiệm với xã hội mới là con người cao thượng chủ tịch công ty hoa thái lý kiến hoa trung quốc có câu tục ngữ chữ tiền có hai cái giáo làm bị thương tất cả mọi người cái giáo là một thứ vũ khí thời cổ mà chữ tiền là do bộ kim và hai cái giáo hợp thành có thể thấy tiền tài là con dao hai lưỡi nếu dùng đúng chỗ nó là giàu có dùng không đúng chỗ nó là tai họa một nhà cách mạng tư sản đã nói quan điểm về đồng tiền như sau về ham thích đồng tiền chúng ta sẽ nói cái gì trước tiên đồng tiền nếu như chỉ sáng lấp lánh như một hòn đá thì chẳng có chỗ nào để mong muốn thèm khát cả giá trị của nó là ở chỗ nó có thể mua được hàng hóa và những nhu cầu mong muốn về vật chất nhưng ham thích đồng tiền không chỉ một trong những động lực mạnh mẽ nhất trong cuộc sống mà trong rất nhiều trường hợp đồng tiền lấy chính bản thân nó thành nhu cầu mong muốn của mọi người dục vọng kiếm được đồng tiền thường vượt quá nhu cầu sử dụng đồng tiền có thể nói đồng tiền đã trở thành không chỉ là mục đích nhu cầu mong muốn mà nó còn biến thành một bộ phận của mục đích đồng tiền từ phương thức của hạnh phúc trở thành thành phần chủ yếu trong quan niệm hạnh phúc cá nhân mỗi thương nhân đều không thể tách rời sự trợ giúp của xã hội mỗi doanh nghiệp đều mang đậm bản sắc xã hội. Nếu như anh muốn hoạt động kinh doanh, muốn doanh nghiệp của mình được bền vững lâu dài, anh tất phải suy nghĩ đến trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xã hội. Thành công của doanh nghiệp đầu tiên là do thành công làm người. Làm người cần có trách nhiệm, làm doanh nghiệp cũng vậy, phải có trách nhiệm. Doanh nghiệp lớn thì trách nhiệm cũng lớn. Rất nhiều thương nhân chiết giang coi trọng trách nhiệm. Họ cho rằng là nhà doanh nghiệp điều quan trọng là có tinh thần trách nhiệm chủ tịch tập đoàn hạ tinh là quách quảng sương đã lý giải trách nhiệm như thế này làm người cần phải hoàn thành các trách nhiệm của mình anh là nhà doanh nghiệp anh phải làm tốt doanh nghiệp của mình anh là một người cha anh làm tốt vai trò người cha anh là người chồng anh phải làm hết trách nhiệm người chồng những điều này không phải là anh có lỗi với chính mình cái gọi là trách nhiệm anh không thể coi nó là một loại bị động tôi cảm thấy hoàn thành trách nhiệm là một việc hưởng thụ của đời người, cũng như làm việc tuyệt đối không thể xem làm việc là một công việc khổ sở. Tuy vậy làm tốt công việc là một trách nhiệm, nhưng bản thân nó cũng là một sự hưởng thụ. Những thương nhân chiết Giang sau khi đã dựng lên những doanh nghiệp lớn đều coi nó là một bộ phận của xã hội, coi của cải tiền tài là một thứ trách nhiệm. Chủ tịch Vương Trấn Thao nói, Áo Khang từ ban đầu là doanh nghiệp gia tộc đến nay đã trở thành công ty đa quốc gia, tôi cho rằng trách nhiệm của chúng tôi ngày càng nặng nề. Có thể một số người sẽ nói tiền bạc của chúng tôi ngày càng nhiều, nhưng tôi lại nghĩ tiền bạc càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Vương Chấn Thao cho rằng trách nhiệm thể hiện ở hai phương diện. Đầu tiên, đó là đối với nhân công. Hiện tại chúng tôi có hơn một vạn nhân công. Sang năm có thể tăng tới 2-3 vạn người. Thứ hai là trách nhiệm đối với xã hội bởi vì áo khang đã được sự cổ vũ khuyến khích giúp đỡ của xã hội mà phát triển do đó áo khang phải báo đáp cho xã hội vì quốc gia mà nộp thuế nhiều hơn tôi cho rằng của cải tiền bạc càng nhiều thì trách nhiệm càng nặng nề hơn trong quá trình theo đuổi phát triển doanh nghiệp chủ tịch tập đoàn chính thái nam tồn huy luôn luôn cho rằng tiền tài là trách nhiệm là nhà doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nam tồn huy là một điển hình về nộp thuế theo pháp luật trong số 500 doanh nghiệp mạnh nhất thì chính Thái đứng hàng thứ tư nhưng nộp thuế lại đứng hàng thứ hai Chỉ sau tập đoàn công nghệ thông tin liên tưởng, Nam Tổn Huy miêu tả rất sinh động. Chúng tôi chen vào trong bảng những người nộp thuế nhưng chúng tôi chen ra khỏi bảng những người giàu. Nam Tổn Huy trong bài viết Lương tâm người giàu đăng trên tạp chí nhà doanh nghiệp Trung Quốc đã nói lên tiếng nói từ đáy lòng của nhiều thương nhân chiết giang. Tôi cho rằng lập doanh nghiệp là nói đến hiệu quả lợi ích kinh tế nhưng không thể mê muội lương tâm để kiếm tiền có người nói không tham tài không giàu tôi không tán thành với quan điểm như vậy tôi thấy những nhà doanh nghiệp nên có trách nhiệm xã hội nhiều hơn có tín nhiệm hơn nam tổn huy cho rằng làm doanh nghiệp cũng giống như làm người muốn làm doanh nghiệp tốt trước tiên học cách làm người cần phải có chữ tín cần có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội vì thế ông đưa ra một ví dụ có một câu chuyện nói rằng có một người ăn mày ngẫu nhiên có được món tiền ngoài ý muốn, gửi vào ngân hàng thì sợ không an toàn, để ở nhà thì sợ trộm, cả ngày cứ lo lắng mất ăn mất ngủ vì số tiền đó, cuối cùng mắc bệnh phải nhập viện. Đến khi khỏi bệnh, toàn bộ số tiền đã tiêu hết. Điều đó cho thấy, con người không nên có lòng tham, lòng tham thường không thể làm cho người ta giàu được, ngược lại còn đưa người ta trở về bần cùng mà không biết. Một cá nhân một doanh nghiệp đều phải thông qua những phương thức hợp pháp thông qua lao động chuyên cần gian khổ để giành được tiền tài nhất là một doanh nghiệp khi đã phát triển tiền tài lại trở thành trách nhiệm khi nói về quan điểm tiền tài chủ tịch tập đoàn truyền hóa là từ quan cự nói tôi cho rằng tiền tài là trách nhiệm chúng tôi là những người bảo vệ tiền tài giai đoạn hiện nay tiền tài còn có thể tập trung chỗ chúng tôi là bởi vì hiện tại Chúng tôi còn có năng lực và tư cách giữ gìn tiền tài, nhưng tiền tài sẽ luôn luôn khảo nghiệm anh. Có một ngày nếu như tiền tài nhận thấy chúng tôi không đủ tư cách là người bảo vệ nó, nó sẽ chuyển đi, chuyển đến những người đáng tin cậy hơn để chú chân có tinh thần trách nhiệm hơn, đến những nơi có thể làm cho tiền tài thể hiện được giá trị chân chính hơn. Bởi vậy, chúng tôi còn muốn có được tiền tài thì chúng tôi không được lười biếng và cũng không dám lười biếng. Có người hỏi Vương Chiến Thao là nhà doanh nghiệp, động lực tiếp tục không ngừng của ông sẽ là chỗ nào? Chỗ dựa tinh thần là cái gì? Vương Chiến Thao trả lời không chút do dự. Trách nhiệm xã hội, ông nói, làm doanh nghiệp tất phải có lợi, không kiếm được tiền, có nghĩa là tội lỗi. Nếu như làm lỗ 30 triệu tệ, điều đó có thể làm cho rất nhiều nhân công không có lương, thậm chí mất việc. Nhưng làm doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội phải đứng hàng đầu. Một doanh nghiệp nếu như không có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội đối với chính quyền như vậy doanh nghiệp đó sẽ phạm một số sai lầm tại sao khi tôi đang khó khăn thầy giáo mang đồng lương cho tôi tôi chẳng phải là con của thầy mà tại sao khi gia đình nhà tôi đang khốn cùng lại có nhiều người chìa bàn tay ra giúp vương trấn thao đã hỏi ngược lại phóng viên báo chí như vậy tôi đã từng đi qua những vùng vô cùng nghèo nàn nhìn thấy những trẻ em nghèo khổ trong lòng tôi rất thương xót tôi không thể không làm việc gì đó. Chính nhờ có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, ông đã quyên góp được 27 triệu tệ cho những người khuyết tật trong xã hội. Tháng 6 năm 2002, ông quyên góp được 10 triệu tệ lập thành quỹ chuyên trợ giúp cho sinh viên đại học tỉnh Chiết Giang cho những gia đình khó khăn. Năm 2004, ông đã tích lũy được 20 triệu tệ thành lập quỹ Quỹ từ thiện Vương Chấn Thao. Lý Gia Thành nói: hai chữ phú quý không phải đi cùng với nhau thực tế có rất nhiều người phú mà không hề quý thật sự phú quý phải là một phần tử của xã hội có thể dùng đồng tiền của anh làm cho xã hội này tốt đẹp hơn tiến bộ hơn có nhiều người hơn nhận được sự quan tâm chăm sóc phú quý về nội tâm mới là giàu có đây cũng là tiếng nói chung từ đáy lòng của nhiều thương nhân quý đính giả thân mến trên đây là một phần của chương 7 trong cuốn sách triết gia thương đạo. Họ sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Tiếp ngay sau đây, có sách nói.com.vn kính mời quý khán giả đến với phần còn lại trong chương 7 của cuốn sách này.